tình trong như đã, mặt ngoài còn e, chính là câu nói được dân tình sử dụng nhiều nhất khi nhắc đến hai cặp đôi Mỹ nhân Dinh Lê, Hoàng Thùy Linh và Kỳ Duyên, Minh Triệu, mặc dù không khi nào chia sẻ về mối quan hệ của mình, nhìn vào những cử chỉ tình tứ, hay mật độ xuất hiện cùng nhau của hai cặp đôi trên cũng đủ khiến dân tình tích cực để thuyền. Từ khi dỗ lên nghi vấn hẹn hò, đã không ít lần nét Ren sử dụng nghiệp vụ của mình để soi ra cả dỗ hình của Dinh Lê. Hoàng Thùy Linh và Kỳ Duyên, Minh Triệu. Tháng tháng 12 năm 2018, mạng xã hội liên tục đồn đoán về mối quan hệ của Kỳ Duyên và Minh Triệu, mặc dù không lên tiếng xác nhận về tin đồn trên nhưng việc cùng đăng ký tham gia cuộc đua kỳ thú 2019 hay diện đồ đôi, thường xuyên xuất hiện bên nhau, khiến dân tình càng xôn xao bàn tán. Dân tình soi nhiều khoảnh khắc diện đồ cặp của Kỳ Duyên, Minh Triệu, dấy lên tình đồn trên mức tình bạn. Sau đó vào năm 2019, cộng đồng mạng dầm rộ chia sẻ thông tin Dinh Lê và Hoàng Thùy Linh bí mật hẹn hò. Khoảnh khắc Dinh Lê lặng lẽ chờ Hoàng Thùy Linh tổng duyệt chương trình làm tin đồn đang trong mối quan hệ đặc biệt của cả hai càng thêm có cơ sở. Tại thời điểm đó, quản lý của giọng ca đế mị nói cho mà nghe đã lên tiếng bác bỏ tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, Lời phủ nhận chắc nịch ấy cứ theo năm tháng, mà phai dần khi hàng loạt bằng chứng hẹn hò chất lượng khỏi phải bàn của Dinh Lê và Hoàng Thùy Linh lần lượt được dân mạng soi kỹ đến tận, chân tơ, kẻ tóc. Khoảnh khắc lặng lẽ ngồi chờ bạn thân của Dinh Lê vô tình lọc vào ống kính, qua đó làm giấy lên tin đồn tình cảm của cả hai. Giữa những lời đồn trên mạng xã hội, Kỳ Duyên và Minh Triệu rất thoải mái xuất hiện cùng nhau. Từ game show cho đến các sự kiện, cứ mỗi lần có thảm đỏ là dân tình được fan dần dần khi chứng kiến loạt khoảnh khắc tình tứ của couple A Béo, A Triệu. Bên cạnh đó, cả hai cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng nhau du lịch, nghỉ dưỡng trên mạng xã hội, không xác nhận hay chia sẻ gì nhưng cứ kè kè nhau thế này thì dân tình không thắc mắc mới lạ. Cái nắm tay kiểu thế giới chỉ có đôi ta của Kỳ Duyên và Minh Triệu ở giữa sự kiện. Kỳ Duyên Minh Triệu dần trở thành cặp bài trùng ăn ý trên sàn các khoác. Chăm chỉ tham gia game show cùng nhau. Cứ mỗi dịp du lịch cùng nhau là dân tình lại được thưởng thức nhiều khoảnh khắc tình bể bình của cặp đôi này. Những hình ảnh tình tứ của cả hai trên mạng xã hội khiến những ngư dân trên thuyền duyên chịu cứ thế mà trèo tích cực, hăng say hơn. Không giống kỳ duyên, Minh Triệu thoải mái, bung xỏa, dinh lê, Hoàng Thùy Linh rất hạn chế xuất hiện cùng nhau. Thế nhưng, bằng nghiệp vụ đỉnh của chóp, dân tình chẳng mấy chốc mà soi ra cả núi Hiên, Diên Lê và Hoàng Thùy Linh, có gì đó mờ ám. Đặc biệt nhất phải kể đến chuyến tháp tùng, bạn thân, sang tận trời Tây của giọng ca người mình yêu chưa chắc đã yêu mình. Trong một bức ảnh được Trọng Hiếu đăng tải, Nettie Ren bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang chụp hình cho Hoàng Thùy Linh ở phía sau. Được biết đây là chuyến lưu điển đầu năm 2020 của Hoàng Thùy Linh trên đất Mỹ. Trước đó, Netizen đã phát hiện sự trùng hợp đến bất ngờ về địa điểm cả hai check-in trên Instagram. Theo một thông tin cho hay, Dinh Lê đã hủy lịch trình cá nhân đế tháp tùng bạn thân Lưu Điển. Đúng là không gì có thể qua mắt được Netizen việc dân tình phát hiện cái bóng trong gương phía sau Dinh Lê chính là Bắc Dung trong bức ảnh mà Hoàng Thùy Linh đăng tải, từ đó làm rộ lên nghi vấn cặp đôi đã cùng tận hưởng giây phút nghỉ dưỡng bên nhau mặc dù đã thay đổi gốc chụp nhưng không khó để khẳng định cả hai đang cùng check in tại một địa điểm. Chuyến du lịch trên dinh lê đi cùng người thân và sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh phải trăng là mạng da mắt. Trong mỗi dịp tụ họp của hội bạn thân gia đình văn hóa, Dinh Lê và Hoàng Thùy Linh luôn kè kè với nhau trong mọi bức ảnh. Cũng giống như bao cặp đôi khác, Kỳ Duyên và Minh Triệu nhiều lần bị netizen bắt gặp diện đồ đôi. Cả hai thường chọn những trang phục có màu sắc tương đồng, hoặc giống y hệt và không ngần ngại khoe lên mạng xã hội. Từ đồ đôi đến giày đôi, không bị đồn thì cũng lạ lắm à nghe. Đi đâu cũng phải đồng điệu. Chân sinh thì giày đôi cũng sinh luôn nha. Cặp đôi kỳ duyên và minh chịu cứ tình thế này bảo sao dân mạng không xôn xao. Chuyên cặp Diên Lê, Hoàng Thùy Linh, sự đồng điệu trong trang phục từ lâu đã trở thành câu chuyện được bàn tán xôn xao khắp các điển đàn, theo đó cặp đôi thường xuyên bị Nettiren bắt gặp đeo những cặp ngoài ra, khán giả cũng phát hiện cả hai cùng sở hữu một chiếc áo màu vàng, có họa tiết y hệt. Chắc đây chỉ là sự trùng hợp thôi nhỉ? Đúng là, có ai bình thường khi yêu, đến cả móng tay cũng phải đồng điệu. Đồ cặp, móng tay cặp thì những cặp là không thế thiếu. Không chỉ dừng lại ở việc diện đồ đôi, đáng chú ý hơn, nhiều người còn đặt ra nghi vấn Ginh Lê, Hoàng Thùy Linh. Minh Triệu và Kỳ Duyên đã dọn về trung nhà từ lâu. Trong khi Minh Triệu và Kỳ Duyên A Béo, A Triệu liên tục check in trong thang máy y trang nhau, thì Hoàng Thùy Linh và Dinh Lê lại khiến nét ti ren để ý khi để lộ hình ảnh bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, trong căn nhà của mình. Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, của Dinh Lê trong gương làm rộ lên nghi vấn cả hai đã dọn về trung nhà. Một khung hình để lộ phó nháy, tương tự trước đó của Hoàng Thùy Linh hoàng thùy linh và dinh lê từng đăng story chạy bộ cùng một thời điểm nettiren xôn xao cho rằng cả hai sống chung trong khi đó nettiren soi cận từng chi tiết trong thang máy và cho rằng kỳ duyên minh triệu đang chung sống cùng nhau kỳ duyên và minh triệu còn cắt tóc cho nhau trong mùa giãn cách xã hội này rất có thể cả hai đang sống chung vì hầu như người dân đều không được đi quá xa nếu không cần thiết ảnh facebook nhân vật sưu tầm